Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Quốc gia của Philippines ngày 4 tháng 9 xác nhận cựu thị trưởng Alice Guo của thị trấn Bamban, tỉnh Talat đã bị bắt tại Indonesia, theo tờ Inquirer.net. Bộ Tư pháp Philippines thông báo bà Guo bị bắt tại thành phố Tangerang thuộc tỉnh Jakarta vào khuya 3 tháng 9. Bộ này cho biết giới chức xuất nhập cảnh xác nhận bà Guo đang bị cảnh sát Indonesia tạm giam tại Chantaras Mabes Polri. Giám đốc Cục Điều tra Quốc gia Jamie Santiago cũng xác nhận thông tin trong một cuộc phỏng vấn. Bà Guo dự kiến sớm được đưa về Philippines. Ông Santiago nói rằng cựu thị trưởng sẽ được bàn giao cho cục di trú trước khi chuyển sang cho Cục Điều tra Quốc gia thụ lý. Chị gái Sheila Guo của bà Alice Guo và doanh nhân Cassandra Leong có liên quan đến bà cũng đã bị bắt hồi tháng 8 ở Indonesia và đang bị tạm giam. Bà Sheila khai đã cùng em gái rời khỏi Philippines bằng tàu. Bà Alice Guo bị điều tra vì liên quan các hoạt động trái phép của một công ty cá cược trực tuyến tại Bamban. Trong thời gian đó, dấu hỏi về gốc gác của bà Guo cũng được nêu ra trong một cuộc điều trần tại Thượng viện. NBI sau đó xác định bà Guo và một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc có tên là Guo Huoping cùng là một người. Theo quy định, người có quốc tịch nước ngoài không được phép tranh cử chức vụ trong chính quyền Philippines. Bà Alice Guo bị truy nã vì từ chối tham dự một cuộc điều tra của Quốc hội liên quan cáo buộc phạm tội. Bà đã bác bỏ cáo buộc, nhấn mạnh rằng bà là người Philippines. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.